Xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel chơi gà gaming của mình ha. Hôm nay mình sẽ chơi một cái tướng, một vị tướng tên là Dân Ca các bạn, Tiểu Dân đó các bạn. Thì không gài tên cái kênh của mình thì chưa làm một video nào về anh em Tiểu Dân các bạn ơi. Ok, thì clip này mình sẽ làm về anh em Tiểu Dân các bạn với skin là Quang Vinh ơi, mùa 4 ha các bạn. Người anh em Yuka thì đang có biểu hiện là muốn phụ bồ mình các bạn ơi, đậu phộng đó. Bồ nó phụ xong chắc nó ăn ké cái nghiệm luôn các bạn. Anh đi ra được không nội ơi? Trời ơi, còn đứng đây nữa, đi ra đi ông nội. What the fuck anh niên. Trời ơi, rồi hết kéo kinh nghiệm của mình kìa các bạn, chưa lên cấp 2 nữa quải thiệt. Ok, sao các bạn kệ đi. Ok, giờ anh niên mới xách cái đít đi xuống cái đường kinh công ở dưới ha các bạn. Đường kinh công ở dưới thì anh niên về ra đi các bạn ơi. Tem nó thì nó hai phép ha các bạn, nó giành mít nhau. Cuối cùng là ông già nó giành mít ha các bạn. Thì gần càng già càng cay các bạn. Nó phải đi mít nữa mới cay được con ơi. Ô, anh niên Vera thì đang làm tạo hũ cho anh niên quanh hơi xỉn ha các bạn. Anh niên quanh hơi xỉn mà nó xỉn cái là anh niên có anh niên Vera nó hỗ trợ liền mọi người. Ok, anh niên Natalia hay đang cố gắng đi farm mấy con lính nhỏ ngoài đó ha các bạn. Mình thì đang cố gắng farm con khỉ đứt đỏ mọi người. Tự nhiên các bạn đã thấy thì Tiểu Dân mới vô thì cũng chưa có mạnh gì đâu các bạn. Tiểu Dân mà các bạn nghĩ coi, rồi Tiểu Dân mà nè, gần cuối game đó các bạn. Tiểu Dân mà farm xanh lên là không có bố con nào nó cản lại được Tiểu Dân đó các bạn, cũng như Ngộ Không đó các bạn ơi. Ngộ Không là một vị tướng có chất tướng rất là mạnh ha các bạn. Nó lộn nên nó lộn, Tiểu Dân là một vị tướng có chất tướng rất mạnh ha. Ô, thanh niên giao phía nó farm gần xong nó ra kìa các bạn, đậu phòng nó mới cấp 3. Ok, nó vô đây là nó chết các bạn, mình đang farm con này. Ok, rồi nó về các bạn ơi, nó khôn ha. Nó mà không về là nó chết đó các bạn, đậu phòng nhà nó. Thanh niên Glass nó dụ vô mà nó không vô toàn. Ok, giờ mình sẽ ăn con dơi nho nhỏ ở đây ha các bạn. Ok, mình mới thấy niên cái mặt thanh niên Vera mà sao nó mất tiêu rồi ta. Thanh niên Yuka đi ra không nổi. Vô hoài nên các bạn đã thấy Yuka đang nó học các bạn, nó mới cấp 2 à. Ok, giờ mình sẽ ra hỗ trợ cái đường dưới ha các bạn. Được, đậu phòng ở đường dưới sẽ có thằng sắp chết các bạn ơi. Rồi, không biết xác định thằng nào sắp chết đang các bạn. Đậu phộng ha. Thằng Vera bỏ vô Tiểu Dân cái thằng Yuka kế trong nội ơi. Ok, Vera cũng bị kế luôn rồi. Ok, 002 các bạn. Ok, mới vô tội 2 cũng được các bạn ơi. Miễn cho tem mình ăn là được ha các bạn. Mình không cần ăn nhiều các bạn ơi, Tiểu Dân mà. Mình gánh tem các bạn ơi. Ồ, anh đi đường mít đấu tiêu rồi. Rồi anh đang đứng ở dưới tụ dưới các bạn, không biết làm gì nữa. Ok, giờ mình sẽ qua ăn con bùa với ăn bên rừng của mình các bạn. Ok, lát mình sẽ ăn con rồng sao các bạn, con rồng cứ để đó đi các bạn. Như bạn thấy thì cái nội Tiểu Dân có tích điểm ở dưới nè các bạn. Cái mặt hình anh Tiểu Dân đẹp trai ở dưới đó các bạn. Mình thì mới tích được 2 điểm các bạn. 2 điểm nãy là giết được hai thằng dưới kia đó các bạn ơi. Ở các bạn càng tích được cái điểm nó càng nhiều thì các bạn Tiểu Dân các bạn sẽ rất là mạnh, không có nào mà cản đâu các bạn. Điểm nó như tích một điểm này nó tăng nhiều mà cũng qua đâu mà tăng. Ô, mà niên Yuka đang chát lên kìa các bạn. May và là niên nãy giờ mình thấy có chết đâu mà what the fuck, chết một mạng à. Ô, ông già vô cướp gượng bên mình kìa các bạn. Nó cướp mà không nên ăn hết mới ăn hết gượng xong mà chạy qua đây cái vô nó cướp con này bị ngáo không nội ơi. Ok, giờ mình sẽ ăn con bùa đỏ ha các bạn. Đẳng cấp tao có, bắt đầu phát hai niên đóng tối cao và heo đang cố gắng thể hiện những pha chat rất là hay ha các bạn ơi. Hai niên có đẳng cấp đó các bạn. Ok, gác mình sẽ ra cho nó đẳng cấp luôn các bạn ơi. Đậu phòng vậy nó. Hai niên ăn quanh hay xỉn thì đang rất là tự tin với cái đẳng cấp của mình ha các bạn. Rồi ông già gần càng già càng cay sắp chết ông nội ơi. Mày đậu phòng bóng lộn nội ơi. Kệ đi ha các bạn. Cho chạy đây ngoài mình giết không được cái đâu các bạn. Đậu phòng nó chạy lẹ lắm. Con gà hay chạy rất là nhanh các bạn, đậu phộng nó hên đó các bạn ơi. Mình là bổ túng mà nó chết đó các bạn. Hên là mình bổ vô lính đó các bạn, dằn mặt nó các bạn, dằn mâm xoắn chén các bạn ơi. Ok, Ninja Fit thì mình đang cố gắng chặn đầu nó các bạn ơi, nó chạy vòng quay. Ok, nó chết luôn các bạn, đậu phộng nha nó. Ok, sẽ ăn luôn con rồng lộn ở đây các bạn. Con rồng lộn thì nó không có tuổi gì với anh niên Tiểu Dân Ca này đâu các bạn. Với cái cây cái hương này rất là dài mà chọc vô cái đít này thì nó rất là hốn các bạn. Rồi anh niên hết đang có bị tiểu chứng này muốn giết thanh niên do bên tay mình ông nội ơi. Ok, mình sẽ cố gắng thật lẹ giết thanh niên hết. Trời ơi, chạy lẹ lắm ông nội ơi. Bật cái một lên chạy, trời ơi, bật sushi bo lên, trời ơi. Ok, nó khá là to không bạn, bổ nó không hấm này muốn chi giết nó. Khá là tội nghiệp cho thanh niên do bên tay mình đó các bạn. Ok, lát mình sẽ chuột lỗi sao con ơi, mới vô thì mình chưa có hấm gì đó các bạn, chưa có tao gì đâu. Thanh niên này đang cố gắng troll mình nó chứ, đi vô lùm nó chứ, vãi nồi vô quả chuối nữa. Ok, mình sẽ ăn cái con chim nho nhỏ ở đây ha. Ok, ông già init thì đang ở ngoài mid, không phải dead luôn. Ok, game mình giờ nó chết đây mà nó xác định nè các bạn.
Giờ này mình sẽ không bổ hụt nữa đâu các bạn. Nãy dằn mặt giờ mình không có dằn mặt nữa đâu các bạn. Dằn một lần thôi các bạn, dằn nhiều quá không ổn. Đậu phộng nó chạy được nữa kìa các bạn, đậu phộng quỷ nít này biết nó bật cái chế độ xui gì bo tên 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 nó mưa gì mà chạy lẻ gì. Cái này chắc nó mới đổ xe sao các bạn. Đậu phộng chạy nhanh như gì con ơi. À, đúng là gừng càng già càng cay ha các bạn, cay vãi chưởng luôn. Cây giờ sẽ ăn bồ mình thôi, thì mình hết banana các bạn. Ok anh Nga hết thì đang cố gắng ra về về chung bên nhau với ông già Init ha các bạn. Ok anh Nga hết đang có triệu chứng là muốn lấy tụ miết không rồi mà nó lấy không được đâu các bạn. Niên Yuka đã ra rồi. Niên Yuka nó quá sung các bạn ơi, đậu phộng Niên Yuka lên chấp 2 luôn nội ơi. Trời ơi Niên Yuka thiệt chứ. Ok sẽ vô ha. Rồi rồi. Ôi Init sắp mặt nè các bạn, đậu phộng không chịu về. Mày đứng nay mày bay về nó sắp mặt rồi. Niên Yuka chửi chửi mờ nó kìa các bạn, đậu phộng đó. Sung quá mà phải chết là đúng rồi, còn chửi nữa. Ok gì cuối cùng mình có đang được một mạng các bạn, 1-0-2 không ơi. Có 1-0-2 luôn đó các bạn. Như các bạn thấy thì mình thì khá là xa các bạn, thanh niên giao phép bên kia mới cấp 8 các bạn ơi. Mình thì cấp 10 luôn các bạn. Đẳng cấp vãi cái đẳng cấp, mình heo có đẳng cấp. Rồi 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 anh đi Vera chuẩn bị sắp mặt nè ông nội ơi. Ok nó khô ha các bạn, nó về tụ mà mấy này nó sắp mặt mà. Nhưng bạn đã thấy thì nó chơi chiêu không có hấp đâu các bạn ơi. Lát mình lên cái nguyên chân trâu nữa là nó bằng cái chân tời mô mới giết được mình các bạn. Ok thì cuối cùng anh niên do cũng tả hù được anh niên hết không ơi. Anh niên hết thì giết do. Ok anh niên giấu đang cố gắng giành lại cái con rồng ha các bạn. Không biết nên đi Natalia tự nhiên đứng yên không ơi. Ok anh niên giờ phía đang quán chạy mà mình không thấy đường nữa, tiên nó chui trong bụi chuối ra bất ngờ quá mình không giết được kịp các bạn. Ok hai mạng dễ dàng ha các bạn. Nhưng các bạn có thấy thì cái tiểu tướng tiểu dân này là không có ngán bố con thằng nào đúng không ơi. Chơi là chơi khô máu luôn ha các bạn. Chơi xả láng như sáng về sớm luôn. Ok ăn luôn cái tụ tại đây ha các bạn. Ok qua cướp gần luôn ơi. Thằng giải phía thì chắc chắn nó sẽ ra không kịp đâu các bạn. Nếu nó ra kịp thì nó cũng sẽ nhìn cái con bùa chết xuống tại đây thôi các bạn ơi. Ok phải cướp gần vậy nó mới họt ha các bạn. Phải qua bắt tay con bùa nhà nó. Ok rồi nó không kịp vô nó coi con bùa chết nữa. Ok giờ sẽ ăn luôn con dơ ha các bạn. Nhưng bạn thấy thì bạn farm phải farm sao mà nó xanh xanh mà tem xanh nhiều tiền hơn tem đỉnh thì bạn cấp phải lớn hơn nữa. Vậy đánh nó mới dễ ha các bạn. Rồi thanh niên nhai phít ăn gồng hoài bị tên Yuka bắt hoài luôn hai lần đó nha. Chắc anh niên phít đang giờ ca đó các bạn muốn ăn gồng mà cũng không được yên nữa gặp tên mình bắt hoài. Rồi thanh niên cuối cùng cũng đã có thanh niên ăn hết đi hỗ trợ ăn gồng rồi. Thanh niên nhai phít đang cố gắng chạy mà chạy bằng cái đồ chi mô nè. Mình đã có chiêu cuối với chiêu một các bạn. Đậu phòng chết này bổ một phát vô đầu là chết luôn các bạn. Ok thì cái chiêu của tiểu dân chiêu cuối của tiểu dân như là sát hương trưởng đó các bạn ơi. Sát hương trưởng là sát hương giống như Manlock nha các bạn. Manlock cũng có chiêu một quạnh là sát hương trưởng đó các bạn. Sát hương trưởng là các bạn đánh nó dù nó có giáp thì bạn cũng đánh như số lượng đam như cũ ha các bạn. Giáp nó không có làm gì đâu bạn ơi. Đánh xuyên giáp như xuyên giáp đó các bạn. Ok giờ mình sẽ ăn cái con hồng cái gồng cái đất ở đây ha. Ok kinh nghiệm ngoài diện vàng cho cái đội ha. Ok giờ mình đã 402 không ơi, có số chẵn không hả các bạn. Ok ăn luôn cái con bùa xanh tại đây luôn các bạn ơi. Ok ăn luôn ăn hết luôn các bạn. Ok nhưng nãy giờ mình tích được 6 điểm của mình, điểm nội tại của mình hả các bạn. Giờ là chắc không có nào giết được mình đâu các bạn ơi. Giờ mình đã bá cháy bùa cháy chó luôn rồi. Như các bạn đã thấy cái hương của mình ở đầu cái hương nó có mấy cái cục điện mình cũng biết tại sao nữa. Cái này mà chọt vô đít nó là nó điện giật lên chắc nó hốn nó luôn các bạn. Nhưng mà thấy cái hương của tiêu dân rất là dài, có thể chọt từ xa luôn hả. Rồi mình đã thấy ông già sắp chết rồi các bạn ơi. Ok mình sẽ núp lùm để ông già núp bụi chuối các bạn, để ông già tới đây. Nó không biết lắm mà thế nào cũng lại ăn con bùa à. Rồi mày xác định mất mày chết mày rồi ăn mất con bùa luôn các bạn. Nhưng bạn thấy thì quá là easy như một trò đùa các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy tem địch thì các bạn có thể dễ dàng và đón được cái bước đi đó các bạn. Rồi nhưng từ bây giờ phía sắp mặt rồi, đậu phộng mình không có bổ kịp các bạn, kệ cho tem ăn đi ha. Mình ăn 5 mạng cũng khá là phê các bạn ơi. 502 rồi. Ok giờ mình sẽ xuống dưới hình niên A hết nha dưới kia các bạn ơi. Đây, mình nghĩ chắc anh niên A hết nó chạy không kịp đâu các bạn. Với cái tốc độ bàn thờ center 150 tổng chó của mình là nó cực. Nó chạy không lại đâu các bạn ơi. Trận đầu nó mà sao nó chạy lại nè các bạn, nó còn dám nó xung lại nó quay nó lại chơi mình luôn nè các bạn. Đậu không mà chạy bằng cái đường chi mô
như bạn đã thấy thì máu mình ít hơn máu của thằng hết nữa mà mình cũng cân nó được hả bạn. Nói chung là vì thằng niên tiểu danh rất là bá đạo bạn ơi, chứ được chính điểm nội tại là thằng nào trở lại. Ôi niên vành hạt chinh chửi khúc nạn các bạn, nó xỉn quá, nó chửi khúc nạn chửi tùm lum kìa các bạn ơi, chửi sùm tại đất luôn bạn ơi, lục đục cục bộ luôn. Kìa mình đây xanh nhất tem các bạn, xanh nhất tọt luôn các bạn ơi. Đây cái con rồng rồng hắc ám cây đó trên đây đã ra mình chưa ăn các bạn, sẽ ăn con rượu này cái đã. Nó chửi chó gờ lắc các bạn, van heo sinh có đẳng cấp. Anh niên bên tem mình hay đang cố gắng chọc anh niên, chọc cho niên van heo bên sinh bên kia tức ha các bạn. Nhưng nó giờ nó chửi sùm bên kia các bạn ơi. Kìa okay, niên giao phía tiên đâu chui ra trong trong lùm, giao phía trong lùm chi đâu chui ra nè. Kìa giao phía sắp chuẩn bị sắp điện sắp mạc ha các bạn. Ok 7 mạng luôn, 702 các bạn, thần thánh luôn rồi. Ủa 703 con ơi. Ok nên hết đây, đang cố gắng ăn con chim nhỏ nhỏ tới đây. Con về init phụ nữa mà nó phụ không được gì đâu bạn. Nếu bạn đã thấy thì nó đã không có hấp mình đâu. Thôi ơ con về init chuẩn bị sắp cái xác định nè. Mày cứu nó nè mày chết. Mày mày này, nếu bạn đã thấy cái cây hương của mình chọn rất là xa không ơi. Ok quá là phê luôn, quá là hốt luôn. Rồi nên lá kéo không tới rồi. Ok double kill các bạn. Ok nên mình heo bị hút kìa các bạn rồi. Nên mình heo tiếp double kill luôn nè các bạn. Giờ cũng kìa được tiếp double kill các bạn rồi. Ok tiếp double kill các bạn ơi. Ok giờ Nivera nữa là quát kêu các bạn, mình không ra đâu mà mình nhìn mặt không biết nó không dám ra các bạn. Ok 10-0-3 đó các bạn, xấu quá đẹp. Ok Ninja Fist thì đang cố gắng sung sung các bạn ơi. Đậu phộng chui ra chim nội 11-3 luôn rồi, 11-0-3 các bạn ơi. Ok Nivera đang cố gắng xả chiêu mình các bạn. Ok mình đã lên được con chân to các bạn, giờ mấy thằng hồng già Innis với thằng Vera nó không thấm đó các bạn. Nếu bạn đã thấy thì mà chưa lên điên câu nó cũng chưa đánh chưa hấm, giờ mình lên hôn trên to lại đánh bằng cái niềm tin luôn các bạn. Đầu phục bùm chiến chiến trời ơi, các bạn thấy thì quá là vê luôn chứ hả anh Niên. Rồi mình chấp nó luôn các bạn, mình nhiều ít như đây má mình chấp nó à, hết đầy ca má rồi các bạn ơi, vì nó khá là hot các bạn. Mình cấp 15 giờ nó mới cấp 11-12 à. Rồi Niên trời ơi, Niên van xỉn hưởng một combo nhẹ của thằng một khoát nội tại của thằng John chết ngắt luôn nội ơi. Nhưng các bạn đã thấy thì John của bắn nó khá là phê các bạn. Thanh niên bên kia nó không biết gì luôn kìa các bạn, chết mà không biết luôn ai, what the fuck luôn kìa. Ok giờ mình sẽ ăn mấy thanh niên bên đây các bạn. Rồi nãy giờ mình giết mười mấy mạng quá chừng giết không ơi, tàn sát sinh lên các bạn, quá chuyện giết rồi. 12-06 con ơi, đậu phộng 12 chia hết cho 6 luôn con ơi, quá nồi chứ. Ok chắc đó mình nghĩ cũng sắp kết thúc rồi con ơi, mà chưa kết thúc đâu các bạn. Đậu phộng mình hết máu mình phải vô về cái đã. Giờ mình vô là nó giết mình sắp mặt liền các bạn. Giờ vụ nó ra cho tem mình giết các bạn. Con về luôn hả các bạn. Chồn mình nó khang khang sao ta. Ok về hả các bạn. Ô nãy giờ mình tích được 18 điểm nữa tại cảm ơn ơi. 18 điểm này là nó giết bằng giết mình bằng niềm tin các bạn. Giờ mình rất là mạnh hả các bạn. Không có thằng nào mà cản phá đâu các bạn. Nhưng bạn thấy thì thường thường chơi tự dân đến đến lết game thì nó rất là mạnh các bạn, chứ đầu game thì nó cũng không có phê gì đâu các bạn ơi. Ok team mình thì đang cố gắng sang bằng cái nhà mà cái địch thần sân bay tân sân nhất các bạn. Mình thì đang cố gắng farm rồi nhưng mình chưa mát đồ gì á. Ok anh em tập hợp chuẩn bị lên nè. Rồi anh em gấu nhưng do anh em cố gắng sang bằng tụ nó mà sang bằng thành cái sân bay mà bị mấy anh em bên team giết công rồi, bị công an bắt ha các bạn. Đậu phộng như nó mày bắt bộ tao hả mày. Mấy niên vô tù các bạn, giờ mình sẽ giết mấy niên này tạo hù cho mấy niên anh em mình hả các bạn. Ở tem nói ra chuẩn bị một pha đánh ghen tại đây không ơi. Như bạn đã thấy nó xả chiều tùm lum vô mình mà không hấp luôn các bạn. Ok mình sẽ thể hiện một pha móc lớp rồi, nhưng mà chọt hẳn cái hương này vô cho lỗ đít mấy quỷ này. Ok mấy quỷ này chuẩn bị sắp mặt các bạn. Đó mình nói mà mình sẽ cần một khi một pha cân 4 hả các bạn. Cân 4 được các bạn, mình có thể cân 4 hả các bạn. Ok các bạn coi nè các bạn, đầu phòng đó giờ mới có hiện một pha núp bụi chuối con này. Rồi anh nghe Vera sắp mặt nè các bạn, ông già mà lên đây là ông già sắp mặt luôn rồi. Đậu phộng mình chấp hết các bạn. Ok nhưng giờ phía thì mình không có ngán mà đậu phộng mình, giờ mình như đây máu mình cũng giết được rồi các bạn, thì mình hút miếng máu cái đã trên hết gượt mình người ta. Ok giờ mình giết được các bạn. Nè lấy lâu à, ông già rất là xuống bạn. Đậu phộng ông già chuẩn bị xác định nè các bạn. Thôi ông già đang quán xả chiêu nội ơi. Rồi ông già sắp mặt nè các bạn, không giết em giờ phía trước ha. Ok giờ phía sắp mặt rồi, còn ông già đó các bạn. Đậu phộng ông già mà chạy lên mấy gượt tôi dữ lắm mà. Nhanh chân lên trời ơi, nhanh lên chết rồi mình thấy sắp mặt mà đầu không được nó đã giết cho hai thằng ngủng cái tỏi luôn, tán đầu hai đứa ngủng luôn rồi, tán cắm đầu luôn rồi. Tàu phát thằng niên Duka với mình bị tán cắm đầu luôn rồi. 15-17 ha các bạn, giết 15 mạng luôn rồi. Ok không ô niên rồi lắc khen mình tự dân ghê quá kìa vãi.
Cái hình này nít thì gần càng già càng cay các bạn ơi, nãy giờ nó cay lắm rồi đó. Ok, cho mình nghĩ phải chỉnh sửa một số mức độ rồi. Đồ của mình thì chưa chỉnh gì đâu các bạn. Nó giờ mình tích đủ 20 điểm mà tại các bạn. Giờ này mình rất là mạnh các bạn ơi. Nhưng mà các bạn này thấy hồi nãy mình cân 4 nên xả chiêu tùm lum mà mình không xa đâu các bạn. Ok, hồi sinh các bạn ơi. Đi. Tàu phát không ăn các bạn, đậu phộng vậy nó. Ok, mình sẽ quẹo vô mình ăn cái combo xanh của mình tức ha các bạn. Vì mình tự dân mình rất là cần mana các bạn ơi. Các bạn đã thấy thì cái ống máu của mình nó chia ra mấy khúc nhỏ nhỏ luôn các bạn. Ok, nhưng bạn này cố gắng đi bạn xỉnh đang cố gắng đẩy đường tên mà mình phải lên giết hàng đứng tối cao này được mới đang. Đồ của Ninja Fit nha các bạn ơi, đứng tối cao với Ninja Fit này kết hợp với nhau cũng hơi ghê các bạn. Ok anh em, lên anh em ơi, đây tem nó hay đang cố gắng ăn gầu các bạn. Nivra đang cố gắng hạ hính các bạn ơi, đậu phòng mày hạ hính không? Hạ hính này, mày này Nivra sắp mặt tướng các bạn, đậu phòng tên nó có 4 đứa thôi. Nó cũng dám ăn gầu nên 5 đứa luôn các bạn, đậu phòng mày 4 mà đây xong quá cơ. Rồi Ninja Fit. Ok mình không, mình đang bói rối miết ngược ngược nào giờ mình coi ke cho mình ngược, giờ mình ngược thằng Init ha các bạn. Mày ơi, ông nội Init nó chạy lẹ quá trời, chạy lẹ luôn các bạn. Đậu phòng mày lẹ lên. Trời ơi, bỏ lộn hoài ấy. Dằn mặt các bạn, đậu phòng đó, nó chạy lẹ quá. Mấy không biết sao chà lẹ quá chừng lẹ không nội ơi. Thằng này cũng không phải dân dừa đâu các bạn, có hệ sinh tên 50 tổng chó luôn các bạn ơi. Ok nên ai hết thì đang cố gắng ra cân 4 các bạn, đầu phòng nhìn nó quá dữ các bạn ơi. Ok tem nó chuẩn bị xác định các bạn, sắp thua các bạn ơi, sắp thua tới các bạn. Ok mình cố gắng đập tụ giết thằng niên này luôn các bạn, đầu phòng nhìn nó. Ok sắp mình nghĩ tận đó cũng sắp kết thúc rồi. Ok thắng rồi các bạn ơi, quá là phê luôn các bạn. Ok tận đó cũng đã thắng các bạn. Ok, chắc clip mình xin tạm dừng ha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký điều hòa mình nha. Goodbye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ha. Goodbye. See you again.